Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Tường Vi, mình đến từ Vĩnh Long. Mình vừa nhận được visa du học Úc. Sau đây mình có một vài kinh nghiệm muốn chia sẻ với các bạn. Khi làm hồ sơ, các bạn cần chuẩn bị giấy tờ học tập, tài chánh và kinh tế của gia đình. Mình qua đó mình sẽ học chương trình lớp 11 và lớp 12 tại trường Spentown Sear College. Mình cũng rất may mắn khi lãnh sự quán không có điện thoại phỏng vấn hỏi mình. Khi làm hồ sơ, chị Huệ hướng dẫn cần làm hồ sơ một cách trung thực, không được làm giả. Chị Huệ hướng dẫn cho mình các câu hỏi phỏng vấn, mình cũng đã thuộc hết, nhưng mà lãnh sự quán đã không hỏi phỏng vấn mình rất là may. Khi làm hồ sơ ở công ty Tân Đại Dương thì em cảm thấy rất là hài lòng vì giấy tờ lẹ làng và chu đáo. Sau khi biết được công ty Tân Đại Dương làm hồ sơ du học thì mình và ba đã tìm hiểu trên mạng và các trang web, rồi sau đó mình lên công ty để tìm chị Huệ tư vấn cho mình về cách làm hồ sơ và thủ tục để du học Úc. Chị Huệ đã tư vấn cho mình Úc là một nơi sinh sống rất là tốt, có môi trường cũng không quá khác so với Việt Nam, khí hậu cũng hài hòa. Nay mình đã mạnh dạn làm hồ sơ đi Úc, mặc dù mình không có người thân ở bên đó, nhưng mình nghe chị Huệ nói thì mình cũng an tâm và tự tin hơn. Đây là những bạn mà đang làm hồ sơ để du học Úc thì cũng đừng có quá lo sợ, vì hồ sơ của mình cũng không có bằng IELTS và lãnh sự quán cũng không có phỏng vấn mình. Hồ sơ không có gì khó hết, mấy anh chị Tân Đại Dương đều hướng dẫn cho mình. Bây giờ mình có visa rồi, và mình cũng có bấy nhiêu lời khuyên thôi. Chúc các bạn làm hồ sơ thành công.